Dạ vâng, gửi lời chào đến toàn thể các bác đam mê nuôi bìm bịt nhé. Hôm nay là một buổi sáng em lại cho bìm bịt ăn thì cũng quay lên cho các bác cùng tham khảo với những con bìm bịt nha em. Thì nếu mà các bác nào mà cùng đam mê ấy, hay kết bạn giao lưu anh em chia sẻ cái kinh nghiệm nuôi bìm bịt các bác nhé. Em thì em cũng rất là nhiều những video trước thì em cũng chia sẻ rồi, em thì em cũng mới chơi thôi, chưa có nhiều kinh nghiệm nhiều. Thì hiện thì quay lên đây cho các bác cùng tham khảo và cùng chia sẻ để anh em nuôi được một con bìm bịt mồi nó hiệu quả nhất các bác nhé. Nói chung là nếu mà các bác nào mà cũng cùng đam mê thì hãy kết bạn anh em cùng chia sẻ hoặc là bình luận cho em một cái bình luận ở dưới phần bài viết ấy. Em thì lúc đầu là cho ăn thịt bò xong lại chuyển sang ăn cá các bạn. Thì bây giờ bữa phụ này thì em cho ăn dế. Thịt bò thì thực ra là nó cũng tốn quá, thế là em cũng chỉ cho ăn thỉnh thoảng ăn đá đưa vào thôi. Còn đa số là ăn cá, giờ em lại chuyển sang ăn cá tép các bác nhá. Đấy, cho ăn cá tép thì em sẽ đi lấy một túi cá tép cho các bác đây. Đấy, em sẽ cho ăn cá tép như này. Nhưng mà những cái bữa phụ thì em vẫn cho ăn dế thêm. Còn đa số là em mua cá tép như này. Cá tép này thì em ở Bắc Giang, rất là gần nhiều sông thì cũng rất là rẻ các bạn. Đây là ba tổ em gộp lại. Những cái con cái thì em cũng cho hết rồi, còn để lại những con chắc là phần trăm đực cao. Bìm bìm này thì ăn rất là khỏe. Các bác nào mà nhiều kinh nghiệm thì hãy kết bạn chia sẻ cho em những cái cách nuôi bìm bìm cho nó hiệu quả nhất các bác nhé. Thực ra là em cũng chỉ đam mê đi bẫy thôi, có con mồi là mang đi bẫy thôi. Đi bẫy thì lại gặp được rất là nhiều tổ lon thì thử nuôi xem sau đó ra con mồi nó có hiệu quả không. Em cũng toàn chọn những cái tổ mà con bố mẹ nó hay thì em mới bắt. Ở quê em thì rất là nhiều bìm bịt này. Ăn rất là khỏe. Bìm bìm này thì tổ này thì em cũng bắt là khoảng được chục hôm rồi các bạn. Chục hôm, hơn chục hôm rồi. Đấy, cái lúc bé em bắt được em cũng quay video cho các bác tham khảo đấy. Đàn này thì bắt trước, còn đàn này em bắt sau các bác. Đây là tổng cộng 3 đàn. Đây là 2 đàn các bác nhé. Còn đây là 1 đàn. Ăn rất là khỏe. Cá tép này thì cho ăn nó rẻ này các bác này. Đấy. Mà em thấy cho ăn khoảng được chục hôm rồi. Đàn trước này em cho ăn được khoảng chục hôm rồi, thấy cũng rất là hiệu quả mà nhanh lớn. Nó đỡ kinh tế. Nếu mà cho ăn thịt bò thì không chịu được. Lúc đầu đàn đầu tiên thì em cho ăn thịt bò. Đấy, đàn đầu tiên thì em bớt lại được một con mồi ở trên kia thì tí em sẽ quay cho các bác. Chắc là lâu rồi. Rất là hay. Đây em cho các bác. To tướng luôn. Con này chắc cũng khoảng độ tầm 2-3 lạng rồi đấy. Đây đàn trước. Đây kia em sẽ vẫn đói. Đây cá lúc đấy em cho ăn khoảng độ tầm 1/4 kia túi này mà vẫn hết các bạn. Nên là thích, nhìn rất là thích các bác. Thì em sẽ quay cho các bác con to nhất. Con này lông lá gần đủ. Chân thì khá là ngắn. Nuôi được một con bìm bịp mồi cũng không phải đơn giản các bạn. Đây đàn nhỏ. Bên này đàn nhỏ. Đây em sẽ quay cho các bác. Đây từ đầu cái con bìm bịp này. Này em chuyên chỉ cho ăn
xuyên chỉ cho ăn thịt bò thôi, nhưng mà thấy tốn quá các bạn. Đây. Còn con bịp kia là em bắt bổ, nhưng mà thấy nó thỉnh thoảng nó thúc thì em giữ lại nuôi xem nó có thành con mồi đẹp không. Đây con này con bổ nha, em mới bắt được bẫy được khoảng độ tầm 4-5 hôm. Thấy thỉnh thoảng sáng ra nó vẫn thúc, là mình giữ lại chơi. Đây là những cái mẹt bẫy bình bịt nha em. Nhà này thì một mặt em đi đánh cùng lụp cùng mẹt, chơi hai cái mẹt một mặt mới một cái lụp những con mồi. Thì bây giờ là em xin tắt máy quay ở đây để em cất những cái chú bình bịt đi và tiếp tục những cái công việc của ngày hôm nay. Em xin chào toàn thể các bác.